Hello, chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với Game Cực Hay. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn về quá khứ, về thời điểm mà một tựa game lấy tượng ở một thế giới tương lai vào năm 2077. À, tôi lại nhầm. Dạo này làm nhiều video về Cyberpunk quá, tôi bị quýu anh em hiểu không? Thôi thì chúng ta bắt đầu lại nè. Một tựa game lấy tượng một thế giới tương lai vào năm 2864, và đó chính là Borderlands. Nhưng mà không phải là Borderlands thường đâu nhá, mà là Borderlands Game of the Year. Một tựa game được phát hành vào năm 2009, và như cái tên của nó thì các bạn biết rồi đấy, đọc phát là biết game hay rồi. Về sau nó còn có thêm một phiên bản gọi là Enhanced, là một phiên bản nâng cấp về đồ họa và được thêm một số tính năng mới, còn cốt truyện thì vẫn giữ nguyên. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ phân tích phiên bản này nhé. Và vẫn như mọi khi, video là một video tóm tắt và phân tích game, vì vậy nó sẽ spoil hầu như toàn bộ nội dung trong game. Nếu các bạn chưa chơi game thì nên cân nhắc chưa xem. Còn bây giờ thì ok, let's go. Borderlands là một game bắn súng góc nhìn thứ nhất, nhập vai, hành động, thế giới mở. Nó là phần đầu tiên của Borderlands series. Game được phát triển bởi Gearbox Software và phát hành bởi 2K Games trên thiết bị PlayStation 3, 4, Xbox 360, Xbox One, Windows, macOS và cuối cùng là Nintendo Switch. Rồi phát hành gì mà lắm thế? Game có lối đồ họa 3D theo phong cách cel shading. Cho các bạn nào chưa biết thì cel shading là một hiệu ứng đồ họa khiến cho hình ảnh trong game trông giống như được vẽ bằng tay. Điểm dễ nhận thấy nhất của một tựa game theo phong cách đồ họa này là sẽ có một cái viền màu sẫm xung quanh các vật thể. Nó thường được dùng để đem phong cách truyện tranh hoặc hoạt hình vào một tựa game. Borderlands lấy bối cảnh ở một tương lai không xa, vào năm 2864. Lúc này, con người có thể sống ở mọi hành tinh trong thiên hà. Công nghệ và kỹ thuật phát triển, nhưng trước sự bão hòa của cạnh tranh công nghệ, các tập đoàn lớn ra sức thâu tóm các hành tinh. Họ tìm kiếm công nghệ được chứa trên các hành tinh khác để bứt phá vượt trội hơn so với đối thủ của mình. Đứng đầu trong số đó là Atlas, một siêu tập đoàn lớn tham gia vào công việc phát triển và sản xuất mọi thứ, từ tàu vũ trụ đến vũ khí cũng như là xe cộ. Nói cho các bạn dễ hiểu thì tập đoàn Atlas tương tự như Tesla ở trong thế giới của chúng ta ấy. Để giữ được vị thế dẫn đầu của mình, Atlas bắt đầu tuyển mộ các nhà thám hiểm đi khắp các thiên hà để tìm kiếm những công nghệ cổ xưa của ngoài hành tinh. Người đi tiên phong trong lĩnh vực thám hiểm này là Typhon de Leon, một người gốc Pandora. Quá chán với cảnh làm ruộng, ông ta cứ thế lẻn lên một con tàu rồi đi đến hành tinh Romethia để tìm kiếm một cuộc phiêu lưu. Nhờ nỗ lực và cả một chút gì đó gọi là may mắn, Typhon đã phát hiện ra một vault, nghĩa là một căn hầm chứa kho báu. Căn hầm này đang nằm trên Romethia và tại một mỏ đá có tên gọi là Kashmirian. Atlas liền xuất hiện và mua lại vault key của Typhon với một khoản tiền cực kỳ lớn. Nhờ công nghệ bên trong vault này, Atlas có thể sản xuất với tần suất cao vượt trội trong mọi lĩnh vực, đưa tập đoàn này lên vị trí hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất vũ khí và thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ. Những lời đồn đại đã nhanh chóng lan truyền, tạo cảm hứng cho các tập đoàn khác như Dow bắt chước để tìm kiếm những công nghệ của người ngoài hành tinh và các tài nguyên tương tự. Mục tiêu tiếp theo mà những tập đoàn này nhắm đến chính là hành tinh Pandora, khi bắt đầu xuất hiện những nghi vấn về một vật thứ hai đang được ẩn giấu đâu đó trên hành tinh này. Nhiều thập kỷ trước khi các sự kiện của Borderlands phần 1 diễn ra, tập đoàn Dow đã đặt chân đến Pandora. Vào thời điểm đó, Atlas nắm quyền kiểm soát hầu như mọi thứ ở Pandora. Vì vậy, nhiều khả năng Dow đã tham gia với lý do là khai thác những khoáng sản dồi dào tại nơi đây. Các nhà máy và xí nghiệp nhanh chóng được xây dựng và đi vào hoạt động. Ngoài sức mạnh công nghiệp không ngừng tăng lên, nô lệ cũng được nhập khẩu đến Pandora dưới hình thức là những tử tù. Chính những tử tù đó sau này sẽ trở thành những băng cướp chiếm lĩnh Pandora ngay sau khi tập đoàn Dow rời đi. Hơn 2 năm trước các sự kiện của Borderlands, Dow đã thuê một nhà khảo cổ tên là Patricia Tanitz để tìm hiểu xem liệu có vao tồn tại thật sự trên hành tinh này hay không. Mạng liên lạc Econet được thành lập và phủ sóng khắp hành tinh Pandora. Không lâu sau đó, mảnh chìa khóa vao đầu tiên được phát hiện trong vùng mỏ Headstone. Nó khiến những tử tù làm việc tại hầm mỏ đó trở nên điên loạn, đồng thời có những biến dị về ngoại hình. Kẻ thì phồng lên, còn người thì xẹp xuống, khiến Dow phải từ bỏ việc khai thác tại nơi đây. Atlas bằng cách nào đó đã nhận được thông tin về chìa khóa vault này và triển khai một số lượng lớn đội quân Crimson Land, nhóm quân tinh nhạy nhất của mình, để đến Pandora. Đối mặt với cuộc chiến sắp xảy ra với Atlas, Dow bị nhùng, thế là từ bỏ kế hoạch rồi chạy đi như một con cún. Về phần Tanis, cô được yêu cầu từ bỏ công việc của mình, nhưng cô ta từ chối mệnh lệnh và vẫn ở lại Pandora. Để hiểu được lý do tại sao cô lại làm vậy, chúng ta hãy nói một chút về Patricia Tanis. Cô là một nhà khoa học và khảo cổ học chuyên nghiên cứu về công nghệ và đồ tạo tác của Eridian, một giống người ngoài hành tinh nay đã tuyệt chủng. Trong thời gian ở trên Pandora, môi trường khắc nghiệt và cái chết của hầu hết những đồng nghiệp đã làm ảnh hưởng mạnh tới tâm lý của cô ta. Kết quả là Tanis bắt đầu có những biểu hiện của bệnh hoang tưởng.
cô ta trở nên ám ảnh với việc truy tìm kho báu huyền thoại và ở lại đây một mình, sử dụng nhiều băng cướp để hỗ trợ việc nghiên cứu của chính bản thân. Quay trở lại với mạch truyện chính, có 4 Vault Hunter, hay còn gọi là thợ săn kho báu, đặt chân đến Pandora: Mordecai, Roland, Brick và Lilith. Mordecai là một thợ săn, anh ta có kỹ năng rất cao về bắn tỉa. Bên cạnh đó, anh ta cũng có một con thú cưng có tên gọi là Bloodwing. Mordecai sinh ra tại hành tinh Artemis và đã giành giải nhất trong cuộc thi bắn tỉa liên hành tinh với chỉ một khẩu súng lục Away. Roland là một người lính có khả năng dùng súng trường và súng ngắn. Quá khứ của anh ta là một bí ẩn khi Roland có một thời gian phục vụ trong hàng ngũ Crimson Land của Atlas. Tuy nhiên, anh ta từ chối trả lời mỗi khi có ai đó hỏi về chủ đề này. Brick là một gã đồ con, rất am hiểu về chất nổ và các loại súng hàng nặng, đồng thời có khả năng cận chiến đỉnh cao. Anh ta xuất thân từ hành tinh Menotius. Brick căm ghét tất cả những thứ gì mà khi anh đắm vào thì nó không phát nổ. Nhưng bí ẩn nhất phải là Lilith, một Siren, tức là những người phụ nữ có khả năng pháp thuật đặc biệt. Loại pháp thuật đó liên kết với những kho tàng bí ẩn trên hành tinh Pandora. Đặc điểm nhận dạng của một Siren là có những hình xăm trên cơ thể của họ. Ngay sau khi đặt chân đến Pandora, 4 Vault Hunter được một người phụ nữ bí ẩn tự xưng là Guardian Angel liên lạc qua mạng Econet. Cô ta đưa ra hướng dẫn để họ tìm thấy kho báu tại Pandora. Điểm đến đầu tiên của họ là thị trấn Firestone, một nơi trước kia từng đông đúc tấp nập, nay đã vắng vẻ điều hiu, cư dân thưa thớt do liên tiếp bị tấn công bởi những tên cướp. Cư dân duy nhất còn lại nói chuyện với 4 Vault Hunter là một con robot có tên gọi là Claptrap và gã bác sĩ tự xưng có tên gọi là Zed. Với sự giúp đỡ của Guardian Angel và Zed, họ đã tìm tới hang ổ của tên tướng cướp Sledge, kẻ đang sở hữu mảnh chìa khóa vault đầu tiên được phát hiện tại Headstone. Sau khi tiêu diệt gã này, 4 người được liên lạc bởi chính Patricia Tanis. Cô ta tiết lộ rằng đó chỉ là một mảnh vỡ của chìa khóa vault mà thôi. Để mở khóa thì cần 4 mảnh vỡ ghép lại và cánh cửa vault chỉ có thể mở mỗi 200 năm một lần. Và hiện tại họ đang rất gần với thời điểm đó. Tạm dừng câu chuyện ở đây một chút, chúng ta cùng nói về đội quân Crimson Land của tập đoàn Atlas nhé. Đội quân này ban đầu được Atlas tạo ra mục đích là bảo vệ các nhà máy cũng như là tài sản của họ. Tuy nhiên, càng ngày thì sự hiệu quả cũng như danh tiếng về sức mạnh của đạo quân này càng lên cao, khiến cho số lượng những cuộc tấn công vào các cơ sở của Atlas giảm xuống đáng kể, không còn hữu dụng với việc phòng thủ nữa. Thế là Crimson Land được Atlas cho thuê. Và dĩ nhiên là trong hợp đồng thuê đều có khoản cấm sử dụng Crimson Land để tấn công hay làm thiệt hại cho Atlas. Tại sao lại có điều khoản này á? Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Trong hợp đồng đầu tiên, tập đoàn Atlas đã cho tập đoàn Dow thuê Crimson Land. Sau đó, Dow lại sử dụng chính Crimson Land để tấn công vào kho chứa hàng của Atlas. Thế là tập đoàn Atlas liền nhanh trí mua luôn bảo hiểm từ chính Dow. Khiến cho sau vụ tấn công đó, Dow vừa phải chi tiền bồi thường, vừa phải trả tiền thuê Crimson Land. Nước đi như thế này thì 800 IQ như tôi đỡ không nổi mấy ông ạ. Tại Pandora lúc này, đội Crimson Land có một vị trí độc tôn. Chúng coi mình như những người bảo vệ cho pháp luật và công lý tại đây. Nhưng trong thực tế, bọn chúng hành xử không khác gì những tên mafia. Ai muốn làm việc gì tại đây đều phải được sự bảo kê của chúng. Thế là ngay khi 4 thợ săn kho báu của chúng ta lấy được mảnh vỡ đầu tiên của chiếc chìa khóa vault, họ cũng được Steel, chỉ huy trưởng của Crimson Land tại Pandora liên lạc và yêu cầu giao nộp ngay mảnh vỡ này. Bởi tất cả những gì trên Pandora đều thuộc sở hữu của tập đoàn Atlas, nếu không giao nộp sẽ bị tấn công bằng vũ lực. Và theo lẽ đương nhiên thì ở đời có làm thì mới có ăn, cho nên 4 thợ săn kho báu của chúng ta phớt lờ yêu cầu này. Theo chỉ dẫn của Tanis, họ tìm được mảnh ghép thứ hai từ tay của tên cướp Grom và mảnh thứ ba từ một con quái vật khổng lồ có tên gọi là Rackhive. Mảnh vỡ cuối cùng hiện đang thuộc quyền sở hữu của một tên cướp có tên gọi là Baron Flynn, vốn là một cựu quản ngục của Dow. Hắn đang trộm mảnh ghép chìa khóa từ Tanis. Tuy nhiên, sau khi tiêu diệt cả này, họ nhận ra rằng hắn không hề có mảnh ghép chìa khóa nào cả. Đây chỉ là mưu kế của Steel để làm ngư ông đắc lợi. Khi 4 thợ săn kho báu đụng độ với Flynn, bên nào thua thì đều tốt cho Crimson Land cả. Vậy câu hỏi đặt ra là mảnh vỡ chìa khóa thứ tư nằm ở đâu? Đến đây thì chúng ta mới ngã ngửa ra rằng từ đầu tới giờ chả có cái mảnh vỡ nào gọi là mảnh vỡ thứ tư cả. Tất cả đều là tình giả do Steel và Tanis tạo ra. Steel sau đó vô hiệu hóa mạng liên lạc Econet của hành tinh, ngăn cả việc giao tiếp với Guardian Angel và những người thợ săn kho báu, khiến họ phải đột nhập vào trụ sở của Crimson Land và tìm thấy Tanis đang bị giam giữ. Cô ta cho biết cô bị ép phải phản bội và kêu gọi họ khởi động lại Econet cũng như ngăn chặn Steel và Crimson Land trước khi họ đến được The Vault. Lúc này bà ta có đủ 3 mảnh ghép chìa khóa và cả vị trí của The Vault. Crimson Land đến tiêu diệt vệ thần bảo vệ kho báu này. Bốn người thợ săn tức tốc đến địa điểm mà Tanis đánh dấu.
nhưng đã quá muộn để ngăn Steel tiêu diệt những vệ thần và sử dụng chìa khóa. Khi cánh cửa kho báu vâu mở ra, thay vì vàng bạc châu báu hay là những cái máy rung, ý tôi là những cái máy công nghệ cao, thì đó lại là một con quái vật khổng lồ xuất hiện và tiêu diệt Steel cùng những tên Crimson Land ở đó. Ôi, mát lòng mát dạ thật. Nhưng rồi vừa lòng xong rồi thì câu hỏi đặt ra là vì sao thay vì báu vật hay công nghệ, bên trong The Vault lại là một con quái vật khổng lồ? Để giải thích cho việc này thì chúng ta phải quay lại nhiều thiên niên kỷ trước đây. Lúc đó, có một nền văn minh cực kỳ phát triển có tên gọi là Eridian. Nền văn minh này đang phải chiến đấu với một thực thể khổng lồ từ chiều không gian khác có tên gọi là Destroyer, tạm dịch là kẻ hủy diệt. Để chống lại The Destroyer, người Eridian đã lập nên một kế hoạch cực kỳ mạo hiểm. Họ tạo ra một hành tinh nhân tạo, hay còn được biết đến với cái tên Pandora, để giam giữ con quái vật khổng lồ này. Hành tinh này được tạo nên từ một loại vật liệu có tên gọi là Eridium. Ngoài ra, lượng Eridium còn lại được sử dụng để tạo nên vũ khí khổng lồ có tên gọi là The Warrior. Vũ khí này được sử dụng để bảo vệ cho quá trình xây dựng Pandora. Sau khi việc xây dựng hành tinh này hoàn tất, họ hy sinh tất cả năng lượng cũng như mạng sống của mình để dẫn dụ và phong ấn The Destroyer. Chưa hết, để tiếp tục cung cấp thức ăn và giữ The Destroyer ngủ yên, những người Eridian còn tung ra một tin đồn cực kỳ hiểm độc rằng trên Pandora có một kho báu có tên gọi là The Vault. Và mỗi 200 năm, cánh cửa của The Vault sẽ mở ra. Tin đồn này nhằm để thu hút những kẻ tham lam đến đây mà không biết rằng mình đang đi thẳng vào mồm của con quái vật The Destroyer. Với việc The Vault mở ra, The Destroyer thò những cái vò bạch tuộc của mình, vơ vét tất cả những gì xung quanh vào cái miệng gớm ghiếc của nó, khiến cho bốn thợ săn kho báu phải hợp sức tiêu diệt nó để có thể đóng The Vault, thứ mà họ đã tốn bao công sức để mở ra. Tuy nhiên, vẫn còn đó bí ẩn về Guardian Angel. Thân phận thật sự cũng như mục đích của bà ta là gì? Tại sao bà ta lại dẫn dụ những thợ săn kho báu trong suốt Borderlands? Thì mấy ông đang đúng ý tôi đấy. Chúng ta sẽ biết điều đó trong video tiếp theo của series Borderlands. Còn bây giờ thì vừa rồi là tất cả những gì mà tôi tìm hiểu được về cốt truyện của tựa game Borderlands phần 1. Kết thúc của game làm cho mấy ông có quá nhiều câu hỏi đúng không? Khó chịu quá đúng không? Thì tôi cũng khó chịu mấy ông à. Kiểu tôi cũng muốn kể ngay nhưng mà video này nó hơi dài rồi, nên thành ra hẹn anh em vào video tiếp theo của series Borderlands nhé. Quan trọng hơn hết là nếu thấy video này hay, đừng quên like, share và nhấn nút đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của game cực hay. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Oh.